Dạ, em kính chào quý cô bác anh chị đã quay lại với kênh Đỗ Thanh Nhà Đất Bình Phước nha. Hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình một mảnh đất nền nằm tại ấp 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước với tổng diện tích chiều ngang mặt tiền là 15 mét lộ nhựa, sâu xuống một bên 95 bằng là 1.400 mét vuông ha. Thì cái mảnh đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình ở trên cái mảnh đất là đã có trồng cao su non nha. Thì hiện tại theo con đường này chạy thẳng ở đường DT hay còn gọi là trung tâm chợ trường và ủy ban xã là sẽ rơi vào hơn 1 km đó. Còn ở đây là khu vực khu nhà ở và dân cư xung quanh này cả nhà mình. Điện wifi 3 pha là trên đầu mình hết ha. Đường này là đường nhựa 6 m, hành lang lộ giới là 9 m và đường này gọi là đường liên thôn liên xã. Từ đây chạy lại ở ngã ba là mình sẽ có hai con đường, một con đường chạy lên chợ Thiện Hưng và một con đường đi xuống trung tâm khu hành chính của huyện Bù Đốp mình. Đó. Và đây là cái miếng đất em muốn giới thiệu với cả nhà mình là có chiều ngang 15 mét mặt lộ nhựa, sâu xuống 95 như ban đầu em vừa giới thiệu với quý cô bác anh chị mình. Tổng giá bán là chỉ có 650 triệu chủ bao sổ cho mình nha. Còn con đường này là còn đây là đường liên thôn liên xã, từ đây sẽ chạy sang thôn 2, thôn 3, thôn 4 cũng là đường liên thôn liên xã luôn cả nhà mình nha. Thì cái miếng đất của mình bây giờ em sẽ chỉ ranh giới cho quý cô bác anh chị mình tham khảo. Và cả nhà mình miếng đất này có thể phun được thổ cư nha. Thì hiện tại bây giờ là đất của mình chưa có, nhưng mà quý cô bác anh chị mình mua về, ai muốn đăng ký thổ cư thì có thể nhờ địa chính để mình đăng ký thổ cư được nha. Bên em thì có kết hợp với các anh địa chính thì sẽ hỗ trợ cho quý cô bác anh chị mình được cái khoản về cái thổ cư này nha. Dạ đây, đây là cái ranh giới đầu tiên của mình là cả nhà mình. Từ cái cây này nha, từ cái cây này chạy sâu thẳng xuống phía dưới là được 95 m. Và ngay cái mặt tiền lộ nhựa này là 15 m nha. Với tổng diện tích là 1.400 m², với giá bán là 690 triệu bao sổ nha cả nhà mình. 690 triệu bao sổ ha. Thì bây giờ em sẽ đi vào trong trực tiếp cái mảnh vườn, em quay cho quý cô bác anh chị mình xem nha. Đây nha quý cô bác anh chị mình, trên cái mảnh vườn của mình á, là cao su này trồng bước sang năm thứ hai rồi ha. Thì từ cái mảnh vườn cao su với tổng diện tích là 1.400 m², có 15 mét mặt tiền chiều lộ ngang, bán với giá 690 triệu. Mình di chuyển từ thành phố lên là hết 160 km. Mình đi từ Bình Dương mình di chuyển lên là hết 120 km. Và mình đi theo quốc lộ 13, đi từ Bến Cát, Trơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh. Mình miếng đất của em nằm tại ấp 1, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Bán với giá là 690 triệu chủ bao sổ sách cho mình ha. Đây nha cả nhà. Ở đây em xem là mình được mấy hàng ha. Ở đây của mình là sẽ được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Được hơn 3 hàng cao su cả nhà mình. Từ đây chạy thẳng sâu xuống phía dưới. Đất của mình thì cao hơn mặt tiền này cả nhà mình. Cái này mình mua về mình có thể cất nhà, xây nhà. Đó. Hoặc là mình mua vào mình chỉ cần để từ giờ đến 2-3 tháng sau thì cái giá đất của mình nó sẽ không nằm ở cái giá hiện tại bây giờ nữa nha. Được cái là xung quanh cái mảnh đất của mình á thì đã được vây rào lưới B40 rất chi là rõ ràng. Và cái chiều hậu thì cực kỳ là ok ha. Sâu được những 95 lận cả nhà mình. Đó, thì quý cô bác anh chị mình là về có thể là mình xây nhà, xây cửa hoặc trồng trọt, chăn nuôi cái gì thì là cái hậu của mình là cực kỳ ok nha. Còn về cái vấn đề pháp lý hay sổ sách gì thì đã có chủ nhà đứng ra lo toàn bộ cho mình. Và cái đất của mình thì không nằm trong khu quy hoạch hay là bị tranh chấp gì nha. Cái này là chủ nhà sẽ có trách nhiệm cam đoan là đất của mình là đầy đủ diện tích đất và đất không tranh chấp cho mình. Trong cái quá trình mua bán thì pháp lý các thứ giấy tờ là mình sẽ ghi rõ ràng ha, để bảo vệ cái quyền mua bán đất của khách hàng nha. Đây,
Em đã đi tới cái ranh giới ở dưới đây thì ở dưới đuôi chưa có được rào này cả nhà, có nghĩa là đến đây là hết cái đất của mình rồi, còn ở bên đây là cái đất của người khác ha. Cái ranh giới ở đây là cái lô của mình cực kỳ sạch hơn, và cái lô ở bên đây thì chủ nhà để cỏ rác nhiều hơn nha. Lô của mình thì sạch lắm. Còn bây giờ là em đang đứng từ ở dưới đuôi này, em quay ngược lên cho quý cô bác anh chị mình xem đó. Nói chung là mình quay thế này là cái lô đất của mình cực kỳ bằng và đẹp luôn nha cả nhà, bằng như một cái sân banh vậy đó. Đến khi mà mình mà đồng ý mua bán trao đổi được với chủ nhà thì mình sẽ nhờ chủ nhà cắm mốc ranh giới đầu đuôi rõ ràng cho mình, và sẽ vây rào lưới B40 đầu đuôi vuông vức cho mình 15-15, sâu 95, và bán với giá mong muốn là 650 triệu, chủ bao sổ sách cho mình ha. Đó. Thì cái miếng đất cũng như ban đầu em đã giới thiệu tới quý cô bác anh chị mình là nằm tại ấp 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, có chiều ngang mặt tiền lộ nhựa là 15 mét. Đó. Đất này cả nhà lưu ý giúp em là phun được thổ cư nha cả nhà mình nha. Nên trong cái quá trình quý cô bác anh chị mình muốn xây dựng kiên cố bất cứ một cái gì thì yên tâm nha. Đất của mình là đăng ký được cây lâu năm và đất làm nhà ở được ha. Mà từ cái mảnh đất của mình di chuyển ra chợ, trường trạm và trung tâm của khu hành chính chỉ rơi vào bán kính là hơn 1 km nha. Còn từ chỗ mình mà di chuyển đến xuống khu trung tâm á, thì chỉ rơi vào bán kính là hơn 2 km thôi. Đó, và ở đây mình muốn đi mua đồ ăn hay cung cấp bất cứ một cái vật dụng hàng ngày gì của mình là rất gần ha. Và cái giá bây giờ là với tiền đất của mình đã có cái nguồn thu thực tế là trồng như thế này. Đó, hoặc là cái này mà mình muốn tăng gia sản xuất vẫn được nha cả nhà. Tại vì cao su đang còn non thì mình có thể cày tơ sới tung lên, mình trồng rau màu xen kẽ vào vẫn được nha cả nhà mình ha. Được cái là cái sổ của mình cực kỳ vuông và đẹp luôn. Từ cái mảnh vườn của mình đây này mà chị đi lại một ở cái ngã ba đầu tiên đây của mình là khu dân cư này cả nhà. Đó là cái loa là ngay cái chỗ ngã ba của mình. Đó, cái ngã ba của mình mà đi lại cái miếng đất đây của mình là cực kỳ gần luôn. Và từ cái ngã ba đó là sẽ có hai con đường, một con đường đi ra trung tâm hành chính và một con đường đi lên chợ Thiện Hưng của mình. Nên ở đây á, và nếu mà mình cho con mình đi trường học Thiện Hưng A, B, C gì là chỉ chạy một vài bước chân là cái trường xe của mình nó nằm ở điểm đó ha. Đó, nếu tính theo đường chim bay là chỉ có mấy trăm mét thôi. Còn mình đi theo km thì sẽ rơi vào cỡ 1 km nha quý cô bác anh chị mình. Ở đây ra trường trạm bệnh xá hay bất cứ những cái gì là rất chi là phù hợp luôn. Bây giờ với cái giá cả thị trường đất nó đang sốt thế này á, thường thường đất trống không cũng đã rơi vào 50-60 triệu một mét rồi đó, nhưng mà cái đất của mình là đã có được trồng cây cao su trên đất rõ ràng rồi ha. Và được cái là một cái ưu điểm là chủ nhà thì có trách nhiệm sổ sách cho mình đó. Đây cả nhà mình, cái mặt tiền lộ nhựa thì trước mặt mình rồi ha. Dân cư ở đây thì bao đông. Đây em bước ra là cái ngay cái ngã ba đây cả nhà mình này. Ngay cái chỗ đó là cái ngã ba ha. Còn cái mảnh đất của mình ở đây. Đó, và từ đây ra cái ngã ba là đúng chỉ vài bước chân thôi nha. Thì nãy giờ em cũng đã đi đầu đuôi ranh giới của cái lô đất nằm tại thôn 1 xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Bán với giá mong muốn là 650 triệu, chủ bao sổ sách cho mình. Đó, thì em cũng xin phép là tạm dừng video tại đây nha. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã theo dõi và ủng hộ video của em trong thời gian qua. Và em cũng mong trong cái quá trình xem á, được sự ủng hộ và đóng góp của quý cô bác anh chị có thể bằng một nốt like hoặc một nốt đăng ký nha.